Đây là em Honda Super Cup 110 ABS. Đậu kế bên chiếc Harley thì nó rất là nhỏ bé nha anh em. Đấy, chiếc Harley đó là phải 1800cc rồi. Em này chỉ có 110cc thôi. Rất là nhỏ nhắn. Nhưng mà nó là hàng độc nha, hàng độc hàng hiếm nha anh em. Và chiếc này là được nhập khẩu hải quan chính ngạch về từ thị trường Nhật Bản. Đây là dòng xe nội địa của Nhật Bản. Kiểu dáng của em Cup 110 này thì nó giống với kiểu Cup 81 ngày xưa, Cup cánh én. Thì anh em có thể thấy được cái thiết kế của nó rất là huyền thoại ha. Vẫn là đầu đèn tròn và xi nhan tròn bóng halogen, nhìn nó nhỏ nhắn giống như là quả trứng gà. Logo của Super Cup nằm ở chính giữa. Đấy, em này nó có cái màu be, nhìn nó cũng rất là thời trang, nhìn nó rất là sang nha anh em. Màu be và nó có cả màu trắng nữa, màu trắng là màu trắng nguyên con luôn, trắng trinh nữ. Và chiếc Cup 110 nội địa Nhật thì nó có trang bị bánh mâm cũng như là phanh đĩa ABS. Những dòng Cup C125 của Việt Nam đưa về thì nó không có trang bị phanh ABS nha anh em. Chỉ ở thị trường Nhật Bản thì tiêu chuẩn họ cao cho nên họ bắt buộc là phải có thêm phanh ABS. Chiếc xe này thì nó được nhập về là hải quan chính ngạch. Thì tem tiết của nó đều có mã đầu của nó là GA59, là dành cho Nhật Bản nha anh em, Japan. Đấy. Và cái tên mã số loại của nó là C110. Đó, anh em cũng có thể gọi là Cup C110 cũng được. Em nó vẫn giữ nét cổ điển, thiết kế màn hình đồng hồ thì tròn tròn bầu bầu giống như là giọt nước. Và nó cũng có một cái màn hình LCD nhỏ ở bên trong ha, hiển thị số km odo. Và chiếc xe này thì nó cũng có thay đổi một chút về ngoại hình thiết kế. Thì nó cũng to bự hơn so với những chiếc Cup 81 cánh én ngày xưa. Tem ở trên xe thì nó vẫn là tem Nhật, rất là đặc trưng của những dòng xe nội địa Nhật Bản nha anh em. Những chiếc Cup cánh én ngày xưa thì nó có cái thiết kế nhỏ nhắn, một phần là cũng dung tích xi lanh nó nhỏ. Còn bây giờ thì chiếc xe này nó trang bị động cơ lớn 110cc, chính xác là 109cc. Và thiết kế của xe thì nó cũng to bự hơn, cho nên công suất này nó vẫn đáp ứng được cái trọng lượng của chiếc xe. Xe này thì nó cũng loanh quanh khoảng 101kg thôi. Và có phun xăng điện tử FI cho nên đi rất là tiết kiệm xăng. Theo thông số thì chiếc xe này nó cũng có thể đi lên đến là khoảng 75km cho 1 lít xăng. Đó, rất là tiết kiệm ha. Và chiếc xe thì vẫn giữ nét cổ điển truyền thống nào giờ. Xe thì có trang bị bánh mâm, nhìn nó cứng cáp và thời trang hơn. Cụm đèn hậu và đèn xi nhan ở phía sau thì nó cũng làm bự hơn, to bản hơn. Đấy, nhìn nó cân đối với chiếc xe. Mã của chiếc xe này thì nó là GA59 Japan, dành cho thị trường Nhật Bản. Và màu kem, màu be này thì nó nhìn nó rất là đẹp. Nhìn ở bên ngoài rất là đẹp nha anh em. Anh em nào quan tâm thì cứ ghé xem.